Hello everyone, xin chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Xuân nha. Và lời đầu tiên thì Xuân xin gửi lời mến chúc sức khỏe và bình an đến với toàn thể quý anh chị và các bạn. Quý vị ơi, hôm nay Xuân sẽ chia sẻ với mọi người về cá ba sa. Cá ba sa là loại cá có nguồn protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh như axit béo omega 3, với giá thành thì khá là rẻ đúng không quý vị? Và không để mất thời gian của quý vị nữa thì hôm nay nhà Xuân có món cá ba sa này, và không biết cách làm của nhà Xuân như thế nào thì Xuân cũng mời mọi người nếu yêu thích thì hãy cùng vào bếp và thực hiện món này theo cách của nhà Xuân xem sao. Xin mời. Trước tiên thì Xuân muốn giới thiệu với mọi người là Xuân có ở đây là 1 ký cá ba sa. Xuân mua ở siêu thị và ở siêu thị họ đã cắt khứa những khứa như thế này rồi. Bây giờ Xuân sẽ nấu một nồi nước ấm ấm thôi, không cần nước sôi các bạn. Rồi Xuân sẽ bỏ vào đó để trụng cái phần cá này. Sau đó Xuân sẽ cạo cái phần da này đi và rửa lại bằng nước muối hoặc chanh cũng như là giấm. Các bạn có giấm thì mình rửa bằng giấm, còn không có thì mình rửa bằng chanh với muối cũng được nha. Sau khi đã rửa sạch thì Xuân sẽ để đây cho ráo. Tiếp đến thì Xuân sẽ đi thắng màu caramel nha các bạn. Xuân sẽ cho chảo lên bếp và cho vào 1 muỗng nước cũng như là 3 muỗng đường. Sau đó thì mình nấu sao cho nó đổi ra cái màu cánh gián là được. Bây giờ Xuân thấy cái màu như vậy được rồi nè, thì Xuân sẽ cho vào đây khoảng 1/3 chén nước. Rồi để đây nha. Sẽ quay qua làm việc khác nha các bạn. Phần hành tím này thì Xuân sử dụng là 6 củ hành tím và mình sẽ băm nhỏ ra. Giờ thì Xuân sẽ cho toàn bộ cái phần cá mà mình đã để ráo á, cho vào cái chảo mà màu caramel á, mình cho vào đó để mình ướp luôn. Cho nó thấm đều gia vị cũng như là màu caramel nó thấm luôn. Xuân sẽ cho vào đây là nửa phần hành tím mà hồi nãy mình băm nhỏ đó các bạn. Kế đến thì Xuân sẽ cho vào đây là nửa muỗng muối, nửa muỗng cà phê thôi nha. Cũng có thể các bạn sẽ nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Bên cạnh đó Xuân cũng cho vào đây là nửa muỗng bột nêm. Sau nữa thì Xuân sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm. Trong lúc này thì mình ướp chỉ cần sơ sơ thôi. Chút nữa mình nêm nếm trong phần cá để cho nó hợp với khẩu vị của mỗi gia đình ha. Còn lúc này thì mình chỉ nêm sơ để cho nó các gia vị nó hòa quyện vào với nhau để nó thấm vào cá, để cho phần cá nó được ngon. Tiếp đến thì Xuân cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi mình sẽ trộn đều gia vị cho nó thấm vào cá nha. Và các bạn để ở đây khoảng từ 15 đến 20 phút rồi mình bắt đầu mình kho ha. Và Xuân cũng cho vào đây 1 muỗng canh đường nữa, xíu nữa thì Xuân lại quên rồi. Và 5-7 phút á, thì Xuân cũng trở phần cá này để cho các gia vị nó thấm đều luôn. Và sau khi ướp được 20 phút thì bây giờ Xuân sẽ bắt đầu đi kho cá nha. Trước tiên thì Xuân sẽ để nồi lên bếp Dầu nóng, nóng và thì cho cho vào đây vào. khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Kế đến thì dầu nóng thì chúng ta cũng cho cái phần hành còn lại nãy mình chừa đó, mình cho vô để mình phi cho nó thơm. Xuân sẽ đảo đều cái phần hành này cho thơm. Khi phần hành này mình phi cho nó thơm á, thì các bạn không nhất thiết là phải phi cho nó vàng nha. Chỉ cần sơ sơ như vậy thôi là được rồi. Sau đó thì mình sẽ cho phần cá vào đây để kho. Xuống không biết cái nồi này nó có vừa cái phần cá không. Xuống cảm thấy giống như nó hơi chật. Nhưng mà thôi cứ cho vô thử coi sao ha. Nếu nó vừa thì mình kho ở đây cho nó gọn, tại vì nó gọn trong cái nồi cũng tiện, nhìn nó cũng ngon.
Nhưng nếu nó không vừa thì mình tính sau ha mọi người. Mới cho nhiêu đây là thấy nó muốn đầy rồi các bạn ơi. Đó, nó trên trên cao cao vậy. Nhưng thật ra thì nếu mình ém nó xuống cũng được, nhưng mà thôi để coi coi sao rồi xuống xử lý ha. Tại xuống thấy nó đầy quá nhiều, khi mình trở không được, nó chật chội, có thể nó bị bể cá do vậy. Nên cứ ướp vô đây rồi cứ kho ở trong cái nồi này mà hồi coi sao ha. Và cái nước mà ở trong cái phần cá hồi nãy mình ướp á, thì bây giờ xuống cũng cho vào đây luôn ha. Xuống cho vào cái nồi này để mình ướp luôn. Và cũng có thể các bạn thấy mà nó ít nước á, thì cũng có thể mình cho khoảng một chén nước sôi. Nước sôi nha các bạn, cho vô mình kho. Nhưng mà xuống để coi coi ra sao đã nha. Tại vì xuống cảm thấy nó hơi chật, có thể mình trở không có được á. Nên chắc kiểu này xuống sẽ sang qua cái chảo kho cho nó thoải mái ha mọi người. Đúng ra mình kho ở đây thì nó giống như là cá kho tổ á, thì nhìn nó hấp dẫn và ngon hơn. Nhưng có lẽ thì nó không có vừa, nó hơi nhiều á, do vậy nên chắc xuống đổi nồi quá à. Thôi để xuống đổi qua cái chảo ha, mình kho bằng cái chảo đi cho nó thoải mái để mình trở cá nó dễ hơn. Đây cái chảo mình ướp cá nè, giờ mình cho cá qua đây để mình kho luôn ha. Đó, nó qua đây nó rộng rãi nè, bây giờ xuống sẽ đậy nắp lại và mình mở lửa vừa phải thôi. Để lửa riu riu vậy là được rồi nè các bạn, mình kho từ từ tại vì nó không có nước nhiều á. Thì mình kho lớn lửa quá thì nhiều khi ở bên ngoài nó chín nhưng mà ở trong nó chưa chín nha các bạn. Do vậy xuống sẽ để lửa riu riu thôi. Còn nếu mà các bạn muốn ăn nước á, thì cũng có thể các bạn cho vào đây một chén nước, mà nhớ là mình cho nước sôi đi ha. Còn nếu không á, thì lúc mà các bạn chuẩn bị cho cá vào kho á, thì các bạn nấu cái nồi nước lên trước đi rồi mình hãy bỏ vô. Mình bỏ phần cá này vô để mình kho ha. Thì nó sẽ có phần nước sôi ở trong đó luôn. Và bây giờ thì cái phần nước này nó cũng kẹo lại rồi nè. Thì chút xíu nữa xuống sẽ cho vào đây khoảng nửa chén nước nữa để mình kho cái phần cá này cho nó chín đều, cho nó kỹ. Chứ mình kho sơ sơ vậy nhiều khi ở bên trong nó cũng chưa có thấm mấy các bạn. Và bây giờ thì xuống cũng cho vào đây là khoảng gần một chén nước nha. Cũng có thể là các bạn kho cho nó sệt sệt lại chút, mình giữ lại cái phần nước này mình cũng ăn cũng rất là ngon. Và món cá này thì nhà xuống thường thì kho như thế này cũng được. Hoặc là xuống có cà chua đó thì xuống sắc mấy trái cà chua vào đây thì mình kho nó có cà ăn cũng rất là ngon luôn nha mọi người. Và các bạn ăn ớt thì thời điểm này thì các bạn bỏ ớt vô luôn. Còn nhà xuống thì muốn giữ cái độ không cay cho hai cháu nó ăn luôn á, thì xuống không cho ớt vào cái thời điểm này. Xuống để nó kẹo lại một chút nữa, sau đó thì xuống sẽ cho những trái ớt để nó còn nguyên á, thì nó sẽ không cay ra hết cả nồi luôn, cả chảo luôn, để cho các cháu nó ăn. Còn ai mà muốn ăn ớt á, thì sẽ lấy miếng ớt đó mình gấp lên và mình cắn một miếng, nó sẽ cay lắm. Và bây giờ thì cái phần cá này nó cũng kẹo kẹo lại chút rồi ha. Nhưng mà xuống sẽ kho thêm một chút nữa nha các bạn. Món này thì khá là đơn giản và xuống nghĩ rằng là ai cũng biết làm hết đúng không mọi người. Nhưng mỗi người có thể là có một cái cách làm khác nhau. Thì với nhà xuống thì xuống chỉ kho đơn giản vậy thôi. Các bạn thấy có thú vị không nè. Bây giờ mấy cái miếng cá mình thấy nó cũng khá là ngon rồi đó. Thời điểm này thì cũng có thể các bạn tắt bếp được rồi, nhưng mà xuống để đây một xíu nữa. Xuống trở đều cho hai mặt nó thấm đều một chút nữa nha. Ngon lắm luôn các bạn ơi, xuống thèm lắm. Nói thiệt á, xuống thích ăn cá lắm. Bây giờ thì xuống sẽ bắt đầu cho phần ớt vào đây. Để phần ớt nguyên trái thì khi ăn nó đỡ hơn. Sau khi phần ớt vào đây rồi thì xuống giờ thì được rồi thì xuống sẽ cho phần hành lá vào đây. Cái phần hành lá này nó rất là thơm ngon nha. Các bạn có nhiều thì cho hơn một chút nữa, ăn rất là ok, rất là ngon luôn. Như vậy là phần cá của xuống được rồi nè các bạn. Nó sệt sệt, nó kẹo như vậy là ngon lắm rồi đó.
quá đã, quá đã luôn hen. Bây giờ thì chỉ cần là gấp ra dĩa và bới một chén cơm, mình ăn chung với nó kèm theo một chút dưa leo hay là chút rau luộc là ok luôn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Nhưng mà Sướng muốn nhắn nhủ với mọi người một chút vậy nè. Cá ba sa nó có nhiều chất tốt cho sức khỏe của chúng ta, nhưng nếu đó là cá ba sa mà nuôi sạch á, còn nếu mà cá ba sa mà vì lợi nhuận mà có thể người ta sẽ nuôi bằng một cái cách nào đó hoặc cái thuốc gì đó thì cái đó thì không bảo đảm nha. Thì cái đó cũng rất là nguy hiểm. Do vậy đối với cá sạch thì rất là ok, thì loại cá này thì rất là chất lượng đối với sức khỏe của chúng ta. Và như vậy là món cá ba sa kho tộ chuyển qua kho chảo của nhà Sướng đến đây đã hoàn thành rồi. Và lời cuối cùng thì Sướng cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của Sướng. Mến chúc mọi người luôn an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Hãy ủng hộ kênh của Sướng bằng cách bấm đăng ký nha quý vị và bấm vào cái chuông luôn. Bye bye. Bye bye bye.